Phú Quốc nơi được mệnh danh là Hòn Ngọc của Biển Đông, là thiên đường của lữ khách, nằm trong vịnh Thái Lan thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Từ lâu, Phú Quốc là điểm đến đang hút khách nhất trên bản đồ du lịch, nơi này là hòn đảo ngọc trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Vì vậy đi máy bay luôn là hình thức di chuyển được lựa chọn hàng đầu. Và đây là bảng giá vé máy bay mới nhất đến Phú Quốc. Phú Quốc là nơi có nhiều bãi biển đẹp trải dài từ phía Bắc đến phía Nam và mang trên mình 99 ngọn núi chập trùng với dãy rừng nguyên sinh trùng điệp. Chính vì thế đã tạo cho hòn đảo Ngọc này bức tranh sơn thủy hữu tình, tiềm năng du lịch dồi dào, phong phú hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt khu dự trữ sinh quyền ven biển và biển đảo Kiên Giang được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới, trong đó có Phú Quốc là niềm vinh dự tự hào của người dân miền biển đảo. Nếu những ai chưa biết tới nơi này đều mong ước một lần được đặt chân đến hòn đảo Ngọc để được trải nghiệm và thưởng thức những sản phẩm du lịch ở đây như tắm biển, tắm suối, leo núi, đến khu nghỉ dưỡng xa hoa trắng lệ, ngắm nhìn thắng cảnh thiên nhiên trong mối giao hòa giữa biển trời mây nước núi rừng. Đến với mảnh đất này du khách không chỉ tham quan các danh lam thắng cảnh mà còn có cơ hội tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng, đời sống phong tục, tập quán cư dân xứ đảo, những làng trài, làng nghề truyền thống, nghiên cứu hệ sinh thái tự nhiên và đặc biệt là tham quan di tích lịch sử nhà tù cây dừa một biểu tượng đẹp đẽ, sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng rất đỗi hào hùng của đất Nam Bộ Thành Đồng. Những địa danh như Dương Đông, Dương Tơ, An Thới, Hàm Ninh, Bãi Vòng, Bãi Khem, Bãi Sao, Gành Dầu, Cửa Cạn, Suối tranh, Suối Đá Thạch Bàn luôn đọng lại trong lòng du khách khi chia tay nơi đẩy và hẹn ngày trở lại.